Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Phương Trùng Quế, kênh chuyên nói về các mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và cái công dụng lợi ích của con trùng quế trong nông nghiệp sạch, tuần hoàn và bền vững. Thì ngày hôm nay cũng là ngày đầu năm, đầu tháng 2024, thì tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới đến tất cả các anh chị em của chú bác đã theo dõi và đồng hành với Vương Trùng Quế trong suốt một năm qua, và kính chúc cho bà con, quý anh chị em vụ mùa bội thu và ngày càng gặt hái được nhiều thành công. Thì hôm nay tôi xin phép được giới thiệu lại cái quyển sách Tâm Huyết, đó là cái quyển Nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng vừa mới xuất bản vào tháng 6 năm 2023. Thì hiện tại quyển sách này đã được bán gần hết, và trong năm 2024 này tôi sẽ tiến hành update cập nhật những thông tin mới nhất, hữu ích nhất và tái bản lần thứ hai, để có thể các độc giả, các anh chị kết Bắc Trung Nam có thể đến sử dụng và đọc và áp dụng những cái tri thức trong cái quyển sách này. Thì cái quyển sách này tên đầy đủ là Nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng. Tại sao tôi lại nhấn mạnh cái từ ứng dụng? Là bởi vì tôi mong muốn là những kiến thức về nông nghiệp, những kiến thức thực chiến nhất sẽ được áp dụng rộng rãi và được mọi người nâng cấp nó lên, để có thể là áp dụng và tối ưu hóa chi phí cũng như là tối ưu hóa kỹ thuật để cho ra năng suất, sản lượng và chất lượng nông sản tốt nhất. Thì quyển sách này nó có gồm có 4 phần chính. Phần thứ nhất nó nói về cái vấn đề đó là cải tạo đất, vai trò và tầm quan trọng của đất trong canh tác nông nghiệp, và những cái phương pháp giải pháp để chúng ta có thể là giúp đảm bảo được cái nền đất của chúng ta luôn luôn phì nhiêu, màu mỡ và không bị thoái hóa. Cái phần thứ hai đó là cái mô hình vườn, những cái loại cây đặc thù địa phương Ninh Thuận cũng như là những loại cây ăn trái khác như nho, táo, ổi, dưa lưới, nha đam. Những cái loại cây này thì tôi cũng đưa vào đây để hướng dẫn cho mọi người áp dụng một số cái phương pháp kỹ thuật chuẩn chỉnh nhất để chúng ta có thể trồng cây tại nhà theo chuẩn Việt Gáp và Global Gáp. Hạng mục thứ hai trong cái mô hình ao vườn, ao chuồng trùng với phân bón hữu cơ vi sinh và du lịch trải nghiệm, đó là cái hạng mục ao. Thì ở Ninh Thuận khí hậu rất là khắc nghiệt, thì chúng tôi sẽ đào ao để lưu trữ nước cũng như là nuôi cá trong khu vực này. Ngoài ra chúng tôi còn có thể kết hợp thêm nuôi cá koi để mọi người có thể đến tham quan trải nghiệm và ứng dụng, tạo một cái cảm giác thoải mái tự nhiên khi đến tham quan, không chỉ trang trại và những cái mô hình mà chúng ta áp dụng cái vườn, cái ao này nó thân thiện với môi trường và gần gũi mọi người hơn. Cái hạng mục thứ ba là chuồng. Thì chuồng thì mọi người có thể nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà hoặc là nuôi lươn. À, chúng tôi đều đưa vào đây để chúng ta có thể áp dụng và chúng ta có thể tối ưu hóa chi phí, đặc biệt là trong tất cả các hạng mục tôi đều ứng dụng trùng quế ở đây. Phân trùng chúng ta trồng cây, trùng thịt chúng ta làm cám hay là làm thức ăn chăn nuôi để chúng ta tiết kiệm được chi phí thức ăn. Bởi vì trong chăn nuôi mà chi phí thức ăn nó chiếm một cái tỷ trọng rất là cao, đến trên 50%. Đấy, vườn, ao, chuồng và trùng quế. Trùng quế là một hạng mục rất là quan trọng, nó là đòn bẩy bước đệm giúp nâng cao giá trị của các hạng mục trước, xử lý những cái nguồn chất thải của các hạng mục trước để tạo ra một cái sản lượng phân bón hữu cơ vi sinh rất là tốt để phục vụ ngược trở lại cho những hạng mục trồng trọt. Và bản thân con trùng cũng là một nguồn đạm rất là giàu dinh dưỡng để chúng ta có thể trồng nuôi cá, nuôi lươn, nuôi tôm, vân vân. Và trong cái phần mà nuôi trùng quế thì tôi cũng đưa ra một số cái giải pháp về vi sinh và hướng dẫn cho mọi người có thể tự làm vi sinh tại nhà để khử mùi nè, ủ phôi phân này, và cái vi sinh này gọi là vi sinh bản địa, chúng ta có thể trộn với phân bò, phân heo hoặc là rác thải hữu cơ để chúng ta có thể là làm thức ăn nuôi trùng quế cũng rất là tốt. Và hạng mục cuối cùng là ví dụ như mà giả sử như cái mô hình của chúng ta đã chuẩn chỉnh về vườn, ao, chuồng, trùng quế rồi, hạ tầng đầy đủ, đường xá đầy đủ, thì chúng ta có thể kết hợp để chúng ta làm du lịch trải nghiệm nông nghiệp, mời khách đến tham quan, mời các bạn học sinh, sinh viên học về nông học đến trải nghiệm thực tế, tận mắt thấy, tận tai nghe và tận tay sờ cũng như là tận miệng thưởng thức những loại trái cây ngon và lành đã áp dụng thành công cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng này. Thì đó sẽ giúp chúng ta một phần là quảng bá được thương hiệu này, một phần có thể là chúng ta có thể là cho khách hàng trải nghiệm được sản phẩm ngon lành đúng nghĩa đen của mình. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ là giúp cho lan tỏa cái thông điệp mà cái quyển sách mang lại, đó là nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng. Và cái phần cuối cùng là những cái thông tin về tác giả và những cái thông tin về những cái quyển sách liên quan, thì mọi người có thể liên hệ thì chúng tôi sẽ cung cấp và ship code tận nhà cho mọi người cái bộ sách này. Chi phí chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người miễn phí ship, và trong quá trình đọc sách thì tôi có đợi số điện thoại của tôi trong đây, mọi người có thể đọc và gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo cho tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn thêm cho mọi người. Và hy vọng rằng cái quyển sách này sẽ là một cái công cụ mới, một cái cần mới giúp cho mọi người có thể có thêm một kiến thức mới để
phát triển và ứng dụng thành công những kiến thức về nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bền vững nói chung và ứng dụng thành công của cái ngành trùng quế trong cái nông nghiệp nói riêng. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, và tôi có để số điện thoại của tôi bên dưới video này, và mọi người có thể chủ động kết bạn Zalo hoặc là gọi điện, tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cũng như là cung cấp các sản phẩm về phân vi sinh trùng quế và những cái quyển sách cẩm nang kỹ thuật về nông nghiệp. Và một cái thông điệp cuối cùng tôi muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người đã dành thời gian xem qua video này, đó là đất sinh ra tất cả và nuôi dưỡng tất cả, nhưng cũng sẽ hủy diệt tất cả. Bảo vệ đất chính là bảo vệ tương lai của chúng ta. Dù bạn có sống trong thời đại nào, bất cứ nơi đâu hay bất cứ giai cấp nào, thì bạn cũng phải ăn và uống để tồn tại. Bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ đất mẹ chính là điều kiện cần cho sự tồn tại của chúng ta. Thực phẩm luôn luôn cần cho tất cả mọi người và nuôi sống cả thế giới này. Cuối cùng đó là con người hạnh phúc sẽ tạo ra thực phẩm hạnh phúc, và thực phẩm hạnh phúc sẽ tạo ra được một cuộc sống hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.